Trong tập trước Matt đã có một trận solo ra xua thế kỷ với tên Aben. Do quá ao trình đối thủ nên Matt đấm con rối của tên Aben không trượt phát nào. Sau đó cậu kết thúc trận đấu bằng việc giúp tên Aben biểu diễn trồng cây chuối. Trải qua 9981 kiếp nạn cuối cùng Matt đã cứu được cô nàng Lemon. Tên Aben cạn lời khi tận mắt chứng kiến cảnh Matt cùng đồng bọn ăn mừng chiến thắng. Thật không ngờ trong thế giới phép thuật này lại tồn tại nhiều diễn viên hài tới vậy. Bay lắc mà không dù anh em, thanh niên đót bò đến chỗ Matt hội ngộ danh hài. Ở một bên khác, Lance đang di chuyển thì bị dây bắt dừng lại để kiểm tra. Hóa ra đây không phải Lance mà là thuộc hạ của tên Zero có tên gọi là Cell. Dây muốn biết lý do vì sao tên Cell không quản nguy hiểm đột nhập vào học viện. Tên Cell đến đây để tìm một vật quan trọng trước đó hắn có giao việc này cho Aben. Nhưng đợi mãi đợi mãi không thấy kết quả nên tên Cell quyết định tự thân vận động. Dây đang lao lên mở con thì bất ngờ từ đâu xuất hiện một con dao cản anh lại. Kẻ cản đường dây tự xưng là John sát nhân hàng loạt kiêm kẻ ăn thịt đồng loại lúc này nhóm mát vẫn đứng tấu hài với nhau mà không biết nguy hiểm đang cận kề ở một con đường nào đó ab Slate từng bước nặng nề nhằm tiến tới chỗ đại ca nhớ lại lúc đang tuyệt vọng chính aben là người kéo ab lên từ đáy xã hội đối với ab đại ca giống như dầu ăn à nhầm người anh ruột của mình vậy cùng thời điểm tại căn nhà nhỏ giữa rừng có hai người đàn ông đang nghĩ về mát lão cha già cùng gã brad lo lắng mát sẽ để lộ chuyện không biết dùng ma thuật một khi sự thật bị phơi bày thì cả ba người xác định cụ đi chân lạnh toát Trở lại học viện Aben méo hiểu rốt cuộc đến khi nào nhóm Max mới thôi ăn mừng. Có chiến thắng được một trận đấu thôi mà vui như chúng số vậy, chịu luôn. Phải đợi mãi cho đến khi Max xin phép đi xả lũ thì nhóm diễn viên hài mới tạm nghỉ. Phiên than phiền an ninh trường quá kém còn Lemon thì ngược lại cô nàng thích như này. Bởi vì đối với Lemon mạo hiểm cũng có thể kích thích cho tình yêu này nở. Ba đứa phía trước tránh đường không thấy anh mày đang đi à, tên xeo tới chơi. Thanh niên đó định lên tiếng nhưng thôi, nghịch ngu một cái là đi luôn cuộc đời. Tên Seo khá là bất ngờ khi nhìn thấy Aben bị học sinh khác đánh cho bầm dập. Chỉ mỗi việc trở thành học sinh mạnh nhất trường thôi cũng không làm được, thật xấu hổ. Tuy nhiên tên Seo vẫn cảm ơn Aben vì đã cung cấp thông tin về hiệu trưởng. Quà cảm ơn chính là vé du lịch địa phủ một chiều chọn gói bao ăn bao ở, bánh su kem chuẩn bị cho tiệc ăn mừng đây, Max trở về sau khi đi xả lũ. Vừa bằng hạt đỗ ăn dỗ cả làng, lỗ mũi Max còn ngon hơn bánh su kem. Tên Seo không hiểu từ đâu chui ra thằng nhãi vô phép tắc đi vào không biết gõ cửa nhớ lại hình như vừa rồi bản thân cũng thế thôi kệ không chấp mấy thằng nhóc bị rồi bu quá khó chịu mắt đã hắt xì và vô tình hất bánh vào mặt tên xeo chất hơn nước cất mắt mặt dày cậu xin lại bánh su kem từ tên xeo để ăn lúc này tên xeo bất ngờ cảm thấy hơi đau đầu và hắn đã vứt hết bánh đi tận mắt chứng kiến số bánh su kem mình yêu quý bị rơi xuống đất mắt sốc toàn tập trước khi đến đây tên xeo vẫn bình thường điều này chứng tỏ vừa rồi xảy ra cộng hưởng không thể sai vào đâu được mắt chính là kẻ mà tổ chức của bọn chúng muốn tìm ông trời thật biết trêu người lúc tìm thì không thấy lúc không tìm thì tự nhảy ra tên seo quyết định vẫn sẽ làm theo kế hoạch ban đầu đó là tiêu diệt aben trước xin một cú đâm thẳng người tuy nhiên người bị đâm ở đây không phải aben cũng chẳng phải mas mà là abis nguyên nhân dẫn đến việc abis còn thở là nhờ mas đã làm thay đổi quỹ đạo tấn công thấy abis bị thương khá nặng mas liền mang chiếc khăn dây tặng lúc trước ra dùng theo như dây nói chỉ cần không phải một hít đang xuất luôn thì đều hồi phục được Tới công chuyện luôn dám làm bị thương người Mas hẹn cùng đi ăn bánh su kem vị dầu ăn. Mas dùng chân đạp nhẹ một cú xuống đất khiến gạch đá bay tứ tung tạo thành sát thương. Sau pha tấn công tên Sel không bị làm sao hắn còn liếm cục đá khiêu khích Mas. Nghiện thì cũng phải có giới hạn chứ ông anh đá này mà cũng chơi được thì chịu rồi. Abyss cần được đưa đến bệnh viện gấp Mas cảnh cáo tên Sel đừng có cản đường. Tao cứ cản đấy thì làm gì được nhau tên Sel thách thức Mas ngon thì nhào vô. Hắn ta phát động tấn công nhưng tất cả đều bị Mas. <laughs> Thấy vậy tên Seo liền sử dụng kỹ năng mạnh hơn lần này Max đã bị trúng đòn. Ngồi xem trận đấu từ xa Aben cảm thấy trận này Max không thể thắng được. Aben sinh ra được gắn mác thiên tài còn tên Seo chính là thiên tài trong thiên tài. Chiến đấu bình thường còn chưa chắc thắng được giờ thì người bị thương người thì sắp oảng. Cứ tiếp tục cái đà này toàn bộ người có mặt tại đây sẽ bị tên Seo xử hết. Đừng vội bỏ cuộc như vậy chứ anh trai Max kể lại chuyện Abis tâm sự lúc trước. Đáng lý ra cuộc đời của Abis là một khoảng tối nhưng Aben đã mang ánh sáng của đảng đến. Mắt đoán khi Abis biết bản thân mình có người cần tới át hẳn phải vui lắm. Quyết định rồi Max sẽ cứu cả hai bởi vì cậu khá có cảm tình với Abis. Hơn hết Max đã hứa mời Abis ăn bánh su kem, quân tử nói được làm được. Những lời khuyên của mẹ ngày xưa đến bây giờ Aben đã hiểu được ý nghĩa của nó. Phải đứng ở góc độ của người khác để xem xét sự việc rồi mới đưa ra đánh giá. Lúc trước Aben đã quá tự cao khi tự ý phán xét Max là thành phần cần được loại bỏ chỉ vì cậu sống dưới đáy xã hội kẻ địch trong quá khứ giờ đây lại trở thành người không màng nguy hiểm cứu mình. Abyss một người đáng thương khi sở hữu con mắt quỷ mà cả thế giới ghét bỏ. Đáng lòng nhất là trong số những người ghét bỏ đó lại bao gồm cả cha mẹ của mình. Aben chính là người duy nhất cần năng lực mà ai cũng ghét đó của Abyss. Biết Aben chỉ coi mình như công cụ Abyss vẫn đối xử rất chân thành với anh ta. Rõ ràng bản thân mới là người bị thương nặng nhất mà Abyss vẫn khuyên Aben chạy trước. Muốn chạy ư, mai chạy, tên Cell phát động tấn công như vũ bão. Nhìn mà cây thanh niên đót muốn tới giúp mắt nhưng nếu đi phin và lemon ai lo. Cảm thấy chơi đùa chán rồi tên xeo tung ra con hàng phép thuật cao cấp hơn. Vào cái thời khắc mắt ngàn cân treo sợi bún Aben đã ra tay kịp thời giải cứu. Kẻ mạnh bóc lột kẻ yếu không có nghĩa là kẻ yếu không thể phản kháng kẻ mạnh. Aben muốn tự tay chứng minh xem kẻ yếu có thật sự phản kháng được kẻ mạnh không. Con dối của Aben mới lên sàn còn chưa làm ăn được gì thì đã bị hạ rồi. Tất cả chỉ là cú lừa mục đích chính là tạo cơ hội cho Max ra tay đánh lén. Tên xeo méo làm sao hắn hỏi Max cậu vừa dùng phép thuật gì đánh hắn. Thanh niên đót hoảng loạn khi thấy tên xeo lôi từ trong quần ra chiếc gương phản phép. Nó là vật phẩm khắc chế cứng pháp sư, mọi phép tấn công đều vô dụng. Do bị cản đường nên tên xeo quyết định sẽ khiến tất cả mọi người phải hối hận. Kẻ phải trả giá đầu tiên là Max, tha hồ mà dùng phép thuật đi nhóc con. Lần đầu tiên trong đời Max được người khác đứng im mời mình đến đánh, quá phê. Rồi đã phép thuật giữ chưa, chưa thức Max vừa dùng đâu phải là phép thuật. Cô nàng Love đứng ngoài cửa hóng drama sốc đến nỗi chảy hết cả nước miếng. Lúc này tất cả mọi người mới nhận ra rằng từ trước đến nay Max vẫn chưa dùng phép. Phiên hỏi cô nàng Lemon đây có phải chuyện viễn tưởng không mà ảo quá vậy. Trên tay tên Seo bất ngờ xuất hiện một ký hiệu kỳ lạ sau khi tiếp xúc với Max. Mờ lem mờ lem, điều này chứng tỏ Max chính là kẻ mà bọn chúng tìm kiếm. Thật vãi ỏ, ông cháu này hay làm ra mấy hành động biến thái vậy trời. Trận chiến bây giờ mới thật sự bắt đầu tên Seo triệu hồi ra đôi tay của ma thần. Đậu xanh rau má hóa ra cú lửa phép thuật này là phép dịch chuyển dùng để rút lui. Sau trận chiến, Aben cảm ơn nhờ có khăn tay nên Abis mới không đăng xuất. Phần việc đưa Abis đến bệnh viện Max không cần động tay mình Aben là đủ. Trước khi rời đi, Aben hứa sẽ trả mối ân tình này cho Max trong tương lai gần. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến việc Max không dùng được phép thuật nhóm bạn đã biết. Tất cả mọi người đồng ý giữ bí mật nhưng trên thực tế ai cũng lo lắng. Đen cứ phải gọi là thôi rồi học sinh bị hóa dối tình cờ nghe hết mọi chuyện người ta đòi tố cáo Max với ban giám hiệu ấy thế mà mặt cậu vẫn không cảm xúc mọi chuyện đã thành ra như vậy rồi Max quyết định ăn bánh su kem và mặc kệ đời cùng thời điểm ở một nơi tối còn hơn nhà chị dậu tên seo báo cáo với người hắn gọi là cha đã tìm ra thứ bọn chúng đánh mất tồn tại đây thần bí này hạ lệnh ngay lập tức bắt nó về đây hết mùa một Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Còn chân chưa lên nữa, hộ like và subscribe kênh của chúng mình bên dưới video để có thể xem được nhiều review anime hay và hấp dẫn hơn nữa nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.